Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Làm sao để mua được hạnh phúc? Một số nghiên cứu cho rằng mua sắm có thể mang lại cảm giác thoải mái nhất trong cuộc sống, nhưng việc chi tiền liên tục không mang lại hạnh phúc cho con người. Theo các chuyên gia tài chính, có 5 cách bạn có thể làm để hạnh phúc hơn với số tiền sẵn có. 1. Hãy tiết kiệm. Được tiêu tiền thoải mái chắc chắn thú vị, nhưng một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiết kiệm tiền cũng có thể thúc đẩy hạnh phúc. Một nghiên cứu của nhóm 3 tiến sĩ tâm lý thuộc Đại học bang Pennsylvania, Mỹ, đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia năm 2016 đã chứng minh số tiền trong tài khoản ngân hàng có mối liên hệ chặt chẽ với sự hài lòng của cuộc sống hơn là mức độ thu nhập của mỗi người. Nói cách khác, càng có nhiều tiền tiết kiệm, người ta có xu hướng hạnh phúc hơn. 2. Giải phóng thời gian. Dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị mua đồ hoặc tắm chó mèo có phải là việc lặt vặt mà bạn yêu thích? Nếu đó là câu trả lời của bạn, hẳn bạn đã tiết kiệm được một khoản tiền. Nhưng ngược lại, nếu đó không phải việc bạn thích, thì việc trả tiền thuê cho người khác cũng mang lại hạnh phúc. Nghiên cứu cho thấy việc trả tiền cho người khác để họ thay bạn làm những việc không mong muốn này có thể khiến bạn trở nên hạnh phúc hơn. Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm tác giả Ashley V. Whelan, Elizabeth W. Dunn và cộng sự thuộc trường kinh doanh Đại học Harvard, những người tham gia được cấp 40 USD để chi tiêu theo cách giải phóng thời gian và 40 USD nữa để mua hàng. Kết quả cho thấy, các giao dịch giúp giải phóng thời gian có liên quan đến sự hài lòng hơn so với các giao dịch mua hàng. 3. Dùng tiền để thực hiện các thói quen lành mạnh. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, những người có thói quen lành mạnh như tập thể dục, dinh dưỡng có xu hướng hài lòng với cuộc sống. Những thói quen lành mạnh này có điểm gì chung? Chúng có thể được hình thành dễ dàng hơn với sự trợ giúp của đồng tiền. Ví dụ, bạn có thể cải thiện giấc ngủ của mình bằng cách mua một tấm nệm hoặc gối tốt. Nếu việc đến phòng tập khiến bạn không thoải mái, thiết bị tập luyện tại nhà có thể hữu ích. Các món ăn ngon miệng đầy đủ dinh dưỡng cũng giúp ích cho bạn rất nhiều. Trong nhiều tình huống, số tiền bạn bỏ ra để trở nên khỏe mạnh hơn có thể gián tiếp khiến bạn hạnh phúc hơn. 4. Đầu tư tiền vào hạnh phúc của người khác. Kinh Thánh viết, cho đi thì có phúc hơn là nhận lại. Năm 2019 của các nhà khoa học Lara B. Anin, Đại học Simon Fraser, Canada và Ashley V. Winless, Đại học Harvard đã tiến hành một số thí nghiệm cho công trình nghiên cứu về mức độ hạnh phúc của con người. Thí nghiệm cho những người tham gia được cho một số tiền nhỏ và đề nghị họ chi tiêu cho bản thân hoặc người khác. Báo cáo kết quả cho thấy những người cho đi có mức độ hạnh phúc hơn so với những người chi tiêu cho chính mình. 5. Ưu tiên trải nghiệm hơn của cải vật chất. Trong một nghiên cứu trên 1.000 người Mỹ, những người tham gia được đề nghị kể về điều khiến họ hạnh phúc liên quan đến các trải nghiệm và của cải vật chất. Cuối cùng, 57% người cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn khi bỏ tiền ra mua trải nghiệm, trong khi chỉ 34% thấy hạnh phúc khi bỏ tiền mua đồ đạc. Nghiên cứu chỉ ra rằng số tiền chúng ta chi cho những trải nghiệm khiến chúng ta hạnh phúc hơn về lâu dài hơn. Đó là bởi vì chúng ta có nhiều khả năng cảm nhận được những trải nghiệm và ghi nhớ chúng. Điều này khiến cho chúng ta nhớ về một trải nghiệm lâu hơn là nhớ về một món đồ nào đó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!